Hội được cất lên thi đấu đầu tiên bắt đầu. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi trận đấu thì bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn là những cầu thủ đến từ anh em Nghệ Tĩnh. Rất khéo. Không được. Đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía của FC Hương Sơn. Tình huống căn ngang và băng cắt rất nhịp nhàng. Phút thi đấu thứ 7, tỷ số là 1-0 nghiêng về cho các cầu thủ bên phía của FC Hương Sơn. Và với bàn thắng đầu tiên triển khai tấn công, quyết định đi bóng rất khéo, vẫn còn. Đã không có lỗi, thả công này cho cầu thủ bên phía của Nghệ Tĩnh. Quay chéo, dứt điểm hay. Làm đã quá tốt từ những tình huống trước đó rồi, nhưng đáng tiếc pha ra chân của Xuân Hà hơi thiếu chính xác. Đưa ngay đá cho em. Vỉa rất khéo. Dứt điểm qua. Và đã có bàn thắng dành cho cầu thủ bên phía qua Nghệ Tĩnh. Và người vừa lập công không ai khác là Quốc Trường. Một tình huống vỉa bóng rất khéo đến từ đội trưởng bên phía qua Nghệ Tĩnh. Sau đó là một tình huống rất khéo. Dứt điểm ngay. Phá ra sân rất căng của cầu thủ báo số 19 bên phía của Nghệ Tĩnh, Văn Đức. Cầu thủ vừa vào sân bên phía của Nghệ Tĩnh. Vừa rồi là tình huống cuối cùng hiệp thi đấu đâu. Đấy đâu. Dứt điểm ngay. Rất nguy hiểm. Tình huống nguy hiểm đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ hai mà các cầu thủ bên phía A Nghệ Tĩnh tạo ra. Sau đó thì sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ bên phía A Nghệ Tĩnh. Dứt điểm tiếp. Và và đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước dành cho cầu thủ bên phía A Nghệ Tĩnh. Từ một tình huống sút bóng sau đó thì đã đập vào người của Văn Huy. Sẽ phạt công dành cho các cầu thủ bên phía của FC Hương Sơn. Quay người dứt điểm. Không được. Hà đồ thủ môn Tuấn Hùng. Trong tình huống vừa rồi Tuấn Hùng đã lăn xả một cách vô cùng kịp thời để ngăn cản một tình huống ghi bàn của các cầu thủ bên phía FC Hương Sơn. Sau đó hay sẽ là một tình huống sút ngay. Đó là một tình huống sút ngay và đã có bàn thắng cơ hòa dành cho các cầu thủ bên phía của FC Hương Sơn. Một tình huống bóng mà cầu thủ áo số 21 bên phía của FC Hương Sơn là Tuấn Vũ. Đường bóng đi rất chìm, lực đi căng và đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự bên phía của FC Nghệ Tĩnh. Và trận đấu lại đưa trở về vạch xuất phát. Đội bóng số đáy biển đánh đầu. Chủ lộ dứt điểm ngay. Rất nguy hiểm. Phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía của Nghệ Tĩnh. Trong những phút tiếp theo liệu đội nào sẽ là đội vươn lên dẫn trước? Không được, một pha bay người cản phá rất tốt đến từ thủ môn bên phía của FC Hương Sơn. Đến tay cho cầu thủ bên phía một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của cầu thủ áo số 68 bên phía của Nghệ Tĩnh, đó là Xuân Trường. Một tình huống chuyển bàn thắng thành cơ hội của Xuân Trường. Hoàng Sơn cả bóng tốt. Và vừa rồi là tình huống thi đấu cuối cùng trận thi đấu kết thúc cả hiệp, tỷ số là 2-2.
chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo.